lại cứu thích phá cho hồi. Chuyện làng xóm ơi âm ba lăng, nhiều chuyện lắm ơi thật lăng nhăng. Vì thương nhau kiếp trước, gần nhau là có phước. Ôi bỏ qua chẳng sao đâu bao cái chuyện tào lao, chuyện tầm phao. Phố âm ba lăng. Tuổi hồng thơ ngây dưới mái trường, tuổi thơ đã dần trôi. Em ra sao tôi em hát cái gì vậy? Hát không vô dây đàn cái gì? Em ca cái tông mà thứ năm à không, trong tông thứ trưởng thứ trưởng bà nội mày thứ trưởng. Tao hát tao đàn ở đây mày được hát trên cơi kia không à? Sao hôm qua thằng Lâm nó tập em nó thứ trưởng. Nghe lời tôi nè ông ơi, bắt tông lại nha. Tuổi hồng thơ ngây 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 dưới mái trường 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 dưới mái trường vậy trường nha. Trường trường rồi rồi nha. Rồi hát bảy bả nè. Tuổi hồng thơ ngây ngây dưới mái trường 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 tuổi thơ tuổi thơ chưa cái đầu nữa thôi hát cái gì vậy? Hát bắt chước anh kêu đó. Tuổi thơ ngây 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 nói trường nói là cái tông á là trường là cái tông của nó đó, nằm ở cái dây đó đó. Tông là trường bà để em định hình lại anh bấm ngay cái chữ trường em coi coi. Tuổi hồng thơ ngây ngây mai trường anh năm ra dân trôi. Bỏ mẹ đi đập bị hát cũng đập bỏ cái đàn luôn á. Đàn tía mà anh đập đi gì không nhiều lắm, đập đi tôi cũng bật luôn á. Nãy giờ anh đờ cái gì mà cái giọng của tôi đi thi tiếng hát người ta còn nói tôi hát hay mà anh đờ không ra. Dẹp đi. Đầu đi hát gì đâu mà cái đàn này. Đây là tập đàn bao lâu rồi? Tập đàn bao lâu rồi? 3 ngày mày. 3 ngày. Ồ nhiều quá. Trời tao đàn được tuổi học tôi ngày chứ bộ. Chà, anh đờn là đối với tôi là nó không có cùng đẳng cấp, anh biết không? Cái tiếng đàn nó phải cùng đẳng cấp với cái người hát. Mà cái đẳng cấp của em hát là anh biết không? Thí dụ như anh là tuổi đời thơ ngây dưới mái trường, tháng năm đã dần trôi em rơi sắt. Mà anh biết không? Anh biết cái đẳng cấp em đàn hát rồi đúng không? Thì anh phải là lựa làm sao mà cho nó đúng cái tông của em á. Em là thứ trưởng. Thứ trưởng phải không? Thứ trưởng. Này mày tự đi đàn, đi vô ngủ mẹ cho rồi. Ôi, nó nói chơi đi thiệt hả? Trời, không sao mà không ảnh quá. Giờ không muốn đàn em tôi hát cho ông. Trời ơi, bữa nay để tóc dài tôi mạo lượng lắm. Chơi gì không chơi, chơi gì trời. Cứ đi ra cùng bên kia ngủ đi. Về về cho mau. Ui, mày đi ra bên kia mày ngủ đi. Bà bạn gái ông Kiếm kìa. Gì? Bạn gái ông Kiếm. Gì bạn gái ông Kiếm hả? Đâu? Bên phải. Chết con rồi. Đẹp cái gì mà đẹp dữ vậy trời ơi. Ê, mày cho tao ôm miếng coi. Bạn gái ông Kiếm kìa, nói chuyện với bà đi. Trời ơi, mày qua mày nói đi, tao nhường cái đẹp lại cho mày đó. Tôi chia tay bạn lái xong rồi. Sinh viên khổ mà không muốn yêu nữa. Trời ơi. Tao chuồn trước đi. Trời ơi, trời. Má ơi. Con ở đây con quên cúng anh trời. Thầm ơi Thầm. Thầm ơi. Đi chứ Thầm. Ai biết. Thầm ơi. Thầm. Trời ơi tía ơi tía đâu rồi tía ơi. Thầm ơi. Vậy. Đi Thầm ơi. Nó đi rồi. Nó đi rồi Thầm ơi. Mình đi Thầm ơi. Đi. Đi đâu ông nội. Thầm ơi. Cái gì vậy? Tay mày lạnh dữ vậy Thầm.
Ông nắm tay tôi nào rồi ông nội. Rồi hiểu luôn. Chúng ta cho em đi, em không có nhu cầu chị ơi. Chúng ta cho em đi. Cũng rồi má ơi. Tâm ơi, tâm đã trong buồn luôn rồi. Chỉ cần gì mai em cúng chị Kia ơi. Chứ bữa nay em hết tiền mới đóng tiền nhà cho Kia hết. Tâm ơi, tâm đi hết cỡ như là Tâm ơi. Ở đó chị ơi nghe. Trời ơi. Trời ơi chị. Chị ơi em chị tha cho tụi em chị ơi. Hai thằng mày ngán quá. Tao ngồi nãy giờ tao có thấy cái gì đâu. Bình thường tao đã không sợ ai rồi. Nãy giờ tao mới làm có mười mấy chai à. Mày thấy tao không sợ ai không? Anh Sơn ơi, em nghĩ bà này bà kết anh á, không ấy anh vẽ tấm hình đốt xuống tặng bà, gửi tặng em yêu đi chứ bà khỏi đi theo nữa. Bây giờ này tao đứng còn không nổi chứ tao vẽ. Ôi hai thằng mày nói chuyện thi gốm nhan sắc mày thi gốm, bỏ ra bỏ gần mày đâu có. Tao qua đây tao ngồi cho nó khỏe. Người ấy sắp xuất hiện rồi. Nó Nam ơi, nó ghê lắm đó Nam ơi. Giờ em hiểu thêm tính tình của mấy anh chơi tạ. Gặp ma mê ảnh nữ tính vậy sao? Gì? Gớm không rồi. Anh cũng chơi tạ kìa. Anh lớn á, anh không có sợ ma. Thời buổi gì ma có gì? Nói chỉ có đàn thôi mà làm gì mà sợ gì vậy? Đàn ghê lắm anh ơi. Nhìn thôi là tụi bay đừng có sợ, nhà kế bên người ta đàn á. Thầy tao nè, giang hồ nè. Dạ sao anh? Giang hồ tao cũng thấy như con mà biết hát nữa đó. Chị ba ơi, em là giang hồ thánh thiện đó chị. Chưa có giết người cướp của bao giờ. Chị làm ơn tha cho em lần đi chị. Em bự chứ em bọng chị ơi. Chị tha cho em đi chị. Gì vậy? Em vừa nằm mơ. Mình mơ thấy gì? Em thấy một nhan sắc tuyệt mỹ. Mày đang sợ ma mà mơ thấy gái nữa hả? Thấy con ma nó ngồi kế anh luôn. Cái gì? Mày mơ mày thấy ma ngồi kế tao hả? Gì vậy? Không biết có không? Mày không có mơ đâu. Chứ sao? Mày nhìn đi bên phải kìa. Người đẹp trong trắng. Chạy đi ông nội. Chị tha giùm em đi. Chị muốn làm gì chị làm ông Sơn đi chị. Em đi. Mất dạy quá là Tâm ơi. Anh ơi, ở nhà này anh là thương em nhất đúng không anh? Anh hy sinh cho em đúng không anh? Anh ở lại đây anh ngủ với bà đi. Bà đang cô đơn. Mày thương tao quá. Alo, chú Lạc ạ. Con cảm ơn chú vì đã sửa cái đàn cho con nha. À, nhân tiện con muốn kể với chú là có người làm ướt cái bộ sofa nhà chú á. Người quen người xa người lạ và nhiều chuyện khó nhất trên đời. Chuyện người ra người vào và chuyện ồn ào lạ xóm nó bọn tôi. Nó cứ ra đây rồi, chuyện này chưa xong chuyện khác tới. Tầm năm tầm ba nên cho qua ngày rảnh rỗi.